Nguồn cung bất động sản liền thổ hiện tại tuy ít nhưng cầu vẫn tăng đáng kể, với những sản phẩm giá hợp lý ở các khu vực lân cận được kỳ vọng sẽ làm giảm chênh lệch cung cầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng 4 vừa qua, khu nhà phố thương mại Quan Palace 2 tọa lạc tại trục đường ven kênh phường Thành Xuân quận 12, tiếp giáp với trục đường huyết mạch Hà Huy Giáp đã vừa được giới thiệu ra thị trường. Quy mô 106 căn nhà phố thương mại, diện tích cơ bản từ 50 đến 60 m2, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển châu Âu, đề cao sự đẳng cấp sang trọng. Quỹ đất hiện nay là không còn nhiều và rất là khan hiếm quỹ đất. Nhưng cái nhu cầu khách hàng thì ngày càng tăng cao. Vừa qua chúng tôi triển khai rất khá nhiều dự án, trong đó có khu nhà phố One Palace 1. Thì chúng tôi triển khai chưa đầy một tháng thì đã không còn sản phẩm ở bên đó. Với mức giá chỉ từ 4,8 tỷ một căn, dự án được nhiều nhà đầu tư đánh giá là mức giá cạnh tranh và tốt trong cùng phân khúc.